Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi, được thực hiện vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại Cali. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị câu chuyện liên quan tới một cái chủ đề rất nóng bỏng hiện nay, đó là học cách sống chung với COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế WHO ngày 31 tháng 7 cảnh báo mặc dù các nỗ lực phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, nhưng thế giới phải học cách sống chung với COVID-19 và chiến đấu với nó bằng công cụ mà chúng ta có. Vì sao vậy? Trước hết là sự hiểu biết về COVID-19, nhiều câu hỏi khoa học đã được giải quyết, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ chưa có lời đáp. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết, vẫn chưa dám khẳng định mình hiểu hết về đại dịch COVID-19 này. Thứ hai là những kết quả nghiên cứu ban đầu về huyết thanh đang vẽ nên một bức tranh nhất quán về việc hầu hết mọi người trên thế giới vẫn dễ bị nhiễm COVID-19, không phân biệt độ tuổi hay chủng tộc, ngay cả ở các khu vực đã trải qua những đợt bùng phát nghiêm trọng. Thứ ba là khả năng tái phát dịch gần như không thể đoán trước một cách chính xác. Nhiều quốc gia từng tin rằng họ đã trải qua một quá khứ tồi tệ, tuy nhiên hiện nay đã đang vật lộn với những đợt bùng phát mới như là ở Korea, China, Nhật Bản hay Úc. Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là một số quốc gia hay vùng lãnh thổ ít bị ảnh hưởng trong những tuần đầu tiên bùng phát dịch, hiện đang chứng kiến số trường hợp lây nhiễm và tử vong đa gia tăng nhanh chóng, trong khi một số quốc gia từng chứng kiến sự bùng phát lớn của dịch bệnh nay lại kiểm soát được. Chẳng hạn như tình hình ở tại Cali của Mỹ chẳng hạn, từng được xem là một nơi khống chế dịch bệnh tốt nhất nước Mỹ, nay lại chứng kiến số ca nhiễm bệnh tăng vọt, vượt qua cả vùng nóng trước kia là New York kể từ khi mở cửa lại nền kinh tế. Tại châu cũng vậy, tuy bước vào giai đoạn mở cửa nhưng WHO vẫn quan ngại số ca mắc bệnh đang ngày một tăng lại tại châu Âu. Thống kê cho thấy số ca mắc COVID-19 tại châu Âu đã lên tới hơn 3 triệu người, chiếm khoảng 20% tổng số ca mắc toàn thế giới. Hiện châu Âu vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất, với số người tử vong chiếm hơn 32% tổng số người tử vong trên thế giới. Trong 2 tuần qua, người ta ghi nhận Kazakhstan là nước có tình hình dịch bệnh diễn biến tồi tệ nhất tại châu Âu, khi trung bình cứ 100.000 người dân lại có 335 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, tại một số nước lại ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm đáng kể, như là Armenia 197 ca với trên 100.000 dân, Nga 60 ca trên 100.000 dân. Phát biểu với hãng tin AFP của Pháp, một người phát ngôn của WHO khẳng định số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại trong thời gian gần đây tại một số nước sau khi chính phủ nơi này nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, và đây là một vấn đề đáng quan ngại. Như tại Bỉ, thông báo số ca tử vong mắc COVID-19 trẻ tuổi nhất ở nước này, nạn nhân là một bé gái mới 3 tuổi. Người phát ngôn Bộ Y tế Bỉ cảnh báo dù rất hiếm người trẻ tuổi tử vong do mắc COVID-19, song trường hợp này cho thấy không ai có thể miễn nhiễm trước đại dịch. Số ca mắc mới COVID-19 tại Bỉ đang ngày một tăng, với tỷ lệ ca mắc mỗi tuần tăng tới 89%. Tính đến nay, Bỉ đã ghi nhận tổng cộng 64.847 ca mắc COVID-19. Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Thủ tướng Bỉ đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng, cũng như hoãn các kế hoạch nới lỏng phong tỏa sang tháng 8 tới. Có chuyên gia nhận định mặc dù virus corona không thể gây tổn thương đến sức khỏe con người trên toàn cầu một cách thảm khốc như bệnh dịch hạch hồi thế kỷ 14, nhưng đại dịch mới này chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới. Hậu quả của đại dịch virus corona cũng sẽ chứng kiến vô số những thay đổi, từ những điều chỉnh cá nhân đến thay đổi toàn cầu. Có thể tất cả chúng ta đều trải nghiệm việc phong tỏa như một cú sốc làm đảo lộn cuộc sống mình và gia đình mình. Nó khiến chúng ta cảm thấy cô đơn, thờ ơ hay lo lắng, hay bị gia đình ở bên cạnh liên tục làm sao lãng công việc. Tất cả những điều này hình như đã và đang diễn ra cùng một lúc. Mặt khác, dù việc phong tỏa hoàn toàn đang dần được nới lỏng, chúng ta vẫn phải duy trì giãn cách xã hội trong ngắn hạn và trung hạn để kiểm soát sự lây lan của virus corona.
Bây giờ chắc ai cũng hiểu giãn cách xã hội là cách tạo ra khoảng cách vật lý, làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá trình lây lan virus. Nhưng giãn cách xã hội bao lâu thì chống được COVID-19? Câu hỏi này thật hóc búa, làm các nhà khoa học phải đau đầu vì nó. Chứ vậy, có một điều chúng ta dễ nhận ra là nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua các biện pháp khác nhau trong nỗ lực áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để làm giảm sự lây lan COVID-19. Các biện pháp này có từ việc ngăn cản đám đông tụ tập, đóng cửa không gian công cộng cũng như các trung tâm giải trí, quán rượu, sàn nhảy, đến việc đóng cửa trường học. Một số nơi còn áp dụng tình trạng giới nghiêm hoàn toàn, buộc mọi người phải ở nhà. Tuy tự cách ly cũng được coi là một hình thức giãn cách xã hội, nhưng có sự khác biệt quan trọng ở đây. Tự cách ly và cách ly nhằm mục đích tránh không để người đã bị nhiễm bệnh hoặc người đã có liên hệ với những người nhiễm bệnh có thể truyền virus cho người khác. Giãn cách xã hội là biện pháp rộng hơn nhằm mục đích tránh tình trạng mọi người lẫn lộn vào nhau, khiến tình trạng lây nhiễm lan rộng trong dân chúng. Và ta có thể sẽ cần giữ khoảng cách với người khác trong một khoảng thời gian nữa. Chúng ta nên biết rằng mỗi người bị nhiễm COVID-19 được cho là có thể lây truyền trung bình từ 2 đến 3 người trong giai đoạn đầu của bệnh dịch. Sự lây lan này được các nhà dịch tễ học sử dụng làm con số lây lan. Và đừng xem thường hay thờ ơ trước điều này. Nếu bạn bị nhiễm và vẫn tiếp tục giao tiếp xã hội như thông thường, khả năng cao bạn sẽ truyền virus cho 2 đến 3 người bạn hoặc người thân trong gia đình. Và mỗi người trong số họ tiếp tục có thể lây nhiễm cho từ 2 đến 3 người khác. Tình hình còn phức tạp hơn nữa do virus này được cho là có thể lây truyền từ người đã nhiễm bệnh nhưng không có bất cứ triệu chứng gì. Ước tính có khoảng từ 1-3% người nhiễm bệnh nhưng không có biểu hiện triệu chứng gì. Những người này có thể không biết để mà tự cách ly, nhưng nếu họ thực hiện tốt những yêu cầu giãn cách xã hội, họ sẽ giúp tránh tình trạng vô ý khiến virus lây lan đi. Có một số bằng chứng cho thấy việc ở nhà và duy trì khoảng cách an toàn với người khác có thể giúp làm giảm tốc độ lây lan và ngăn chặn hiệu ứng domino. Nói chung, tất cả là vì những điều như trên đã diễn giải, và cũng vì thế mà WHO và các nhà khoa học trên thế giới khuyến nghị, mặc dù việc phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, nhưng chúng ta phải học cách sống chung với loại virus này và phải chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có. Là vì vậy,
thưa quý vị, cái chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi tới đây là tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, thấy cái tiết mục cà phê buổi sáng là hấp dẫn, xin mời quý vị dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share, ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.